thì sao? Ông nhóm D là cái thằng hành động đầu tiên và nhảy qua bức tường, mặc dù không biết bên bức tường nó có những cái gì ở trên bức tường và những cái trở ngại như sao. Mục tiêu nhặt được là phải qua bức tường là ông sẽ nhảy qua. Ông nhóm ai là những người sẽ truyền cảm hứng cho người khác. Lên anh em, rủ anh em, cổ vũ anh em là những người truyền cảm hứng. Thì ảnh mới rủ, cũng sẽ hành động nhanh nhưng mà sẽ đi cùng đội nhóm của mình qua. Người nhóm S, các anh chị sẽ thấy ở trong những cái buổi tiệc liên hoan của mình là những người hay lo cho người khác, sẽ không ít tham gia vào những cái hoạt động hướng ngoại, nhưng mà họ sẽ ở sau làm hậu cần. Thì đó là những người nhóm S. Những người nhóm S này cũng sẽ vượt qua cái bức tường này. Tuy nhiên mà người khác vượt qua gần hết rồi, mình mới đi theo ăn bánh mì cho nó khỏe em ơi, rồi uống nước cho nó khỏe nè anh ơi, xong rồi cũng tới đích. Thì là người nhóm S. Nó có một cái đặc tính của cái người nhóm C. Ông này bước qua một cái, canh cái bức tường nó cao bao nhiêu, phải chạy đà bao nhiêu mét, rồi cái kế hoạch để leo qua bức tường như thế nào, thì là một cái người tuân thủ. Cái ông nhóm C đây là đặc tính người đầu tư trong quân đội, nhưng mà là người đầu tư hành động rõ ràng, hướng đến mục tiêu nhé, hành động rõ ràng và có chiến lược. Người nhóm C là những người khi mà anh chị gặp nhiều nhà đầu tư á, thông thường người ta chuyển về cái nhóm C, cân bằng tính cách của cái nhóm C. Cho nên mình chưa có cái hệ thống chiến lược này nè, thì buộc mình cũng phải di chuyển về cái nhóm C để bán hàng cho những nhà đầu tư bất động sản. Những nhà đầu tư bất động sản thành công, còn những nhà đầu tư bất động sản thất bại, họ sao? Đầu tư theo chính cái bản năng của họ. Sẽ có rất là nhiều người quyết định rất nhanh, đi xem một cái quyết định cái bụp, về vướng pháp lý xong oe luôn, đúng không? Có những người, anh ơi chỗ này có người thân người quen của anh này mua luôn, họ mua vì chính cái mối quan hệ ở đó. Có những người ở đây là cái nhóm S, đây là bạn bè mua đâu mua đó, không cần biết nhá, bởi vì người khác đi rồi thì mình mới quyết định mua. Còn cái ông nhóm C là những người suy đi tính lại rất kỹ, họ ra cái con số, ra mục tiêu thì họ mới mua hàng. Đặc tính của mình sau này là mình phải dịch chuyển nó bằng cái cách luyện tập cái nhóm C này để lên cái tầng gì anh em, lên tầng nhận thức gì, lên tầng nhận thức chiến lược để trở thành cái gì, phố quơ tầng lớp trung lưu. Bao nhiêu con số các anh chị ở đây muốn mình sẽ thuộc vào tầng lớp trung lưu thì giơ tay lên và nói tôi. Tôi. Không còn cách nào khác, chúng ta phải đưa cái tầng nhận thức của mình lên cái tầng chiến lược. Ở cái tầng chiến lược đấy thì chúng ta cần phải có cái mục tiêu chiến lược và những chuỗi hành động cụ thể.